Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và tiếp theo sau đây là bản tin. Vương Phi bí mật sinh con gái trong bệnh viện. Tạ Đình Phong quay xe gấp rút sửa lại di chúc. Loạt tin đồn khó phân biệt thật giả của bộ ba Vương Phi, Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi khiến dân tình chóng mặt. Trang Quy Quy tối ngày 11 tháng 3 có bài viết khiến netizen đứng ngồi không yên khi tiết lộ tin đồn cực hot do truyền thông Hồng Kông chia sẻ. Theo đó, netizen khảo nhau thông tin Vương Phi đã hạ sinh tiểu công chúa cho Tạ Đình Phong. Tuy nhiên, điều đáng nói, một nguồn tin khác cung cấp chi tiết đáng chú ý, Vương Phi lại đang trốn trong một bệnh viện dành cho bà mẹ và trẻ em ở Hồng Kông để sinh con. Trang thông tin này cho biết thêm, ngay sau khi nhận được thông tin, Tạ Đình Phong vội vã sửa đổi di chúc của mình cho cô con gái mới sinh này. Trước đây, sau khi ly hôn với Trương Bá Chi, tài tử họ Tạ đã lập quỹ để lại tài sản cho hai con trai. Cho đến khi Luca và Quintin tới tuổi trưởng thành, số tiền lên đến 948 triệu tệ, hơn 3.100 tỷ đồng. Vậy nhưng, giờ đây nam diễn viên đã thay đổi di chúc sang cho con gái của mình. Thông tin này nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng. Vậy nhưng, dựa loạt thông tin gây hoang mang, báo chí Đài Loan lại có bài viết phản pháo. Họ khẳng định cặp đôi Tạ Đình Phong, Vương Phi đã chia tay nhau cách đây nửa năm. Tin đồn sinh con gái là sai sự thật. Cách đây không lâu, Tạ Đình Phong có lên tiếng chia sẻ quan điểm về tình yêu và cho hay anh không thể chịu nổi chuyện ngoại tình. Tuy nhiên, hoàn toàn không có ý ám chỉ trong bài chi. Hiện tại, Tạ Đình Phong đang độc thân. Việc bình luận về chuyện ngoại tình chỉ đơn giản nói về tiêu chuẩn trong việc lựa chọn bạn đời mới. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.